dừng ngay việc cho con học tiếng Anh quá sớm. Nếu không muốn gặp phải tình trạng như nhà mình, tối nào cũng mẹ ơi con muốn học tiếng Anh, đi đâu gặp cái gì thì chị ta cũng hỏi. Gặp con trâu thì chị ta cứ it's a buffalo, con khỉ thì không nói khỉ mà cứ it's a monkey. Suốt ngày bắt mẹ phải đóng kịch tiếng Anh mới chịu cơ. Mà học có nhiều gì đâu, một tuần hai buổi học một kèm một với các cô bên kia nhà English mà con tiến bộ nhanh thế đấy. Vì con mê tiếng Anh quá nên là mẹ cũng phải chăm chỉ để đồng hành bắt nhịp với con các mẹ ạ. Đấy thế nên là muốn lười cũng chẳng lười được. Trước khi cho con học một kèm một thì mình cũng khá là cân nhắc. Bình thường học vậy rất tốn kém mà bên Kina chỉ có hơn 500 hiện kim một tháng, chẳng rõ là chất lượng đến đâu nữa. Nhưng khi cho con học thử một buổi miễn phí thì mình thấy chất lượng ngoài mong đợi nên là mình đã quyết định đăng ký ngay. Vì là học một kèm một nên con bắt buộc phải tương tác với cô trực tiếp, dần dần sẽ tăng cái sự tự tin trong giao tiếp và hình thành phản xạ ngôn ngữ cho con. Học online tại nhà thì sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại, tranh thủ sắp xếp học tập bất cứ khi nào trong ngày bởi vì Kina có đến 25 ca học một ngày cơ. Các mẹ quan tâm thì chỉ cần search Kina English một kèm một, bên họ sẽ có tư vấn cho mình lộ trình phù hợp với trình độ của con đấy.